Lễ Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2022 rất đông. Xe muốn đi nhanh không đi được. Đấy. Đây. Ông này tôi bảo ông có giỏi ông đi nhanh thì không đi được. Công an phân luồng. Rất đông, rất đông. Rất đông. Rất đông. Rất đông. Đông nghẹt, đông nghẹt. Đông nghẹt, đông nghẹt. Rất đông, rất đông. Đông kinh khủng. Đây là khung cảnh tối mùng 1 tháng 9 năm 2022. Tết Độc Lập và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên.